Vụ tai nạn khiến cho nhiều người phẫn nộ vì hành vi mất nhân tính của tài xế xe tải gây tai nạn còn chèn qua người nạn nhân. Được biết vụ việc này xảy ra trên con đường thuộc xã Bà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Sau đây là những hình ảnh được camera ghi lại. Theo đó, trong lúc vượt phương tiện đi cùng chiều, một chiếc xe tải đã vô tình tông vào hai nạn nhân đi xe máy từ hướng ngược lại. Cú va chạm đã khiến hai nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh. Chiếc xe máy văng ra xa xuống lề đường. Tuy nhiên, chiếc xe tải không giữ nguyên hiện trường, không xuống xem xét tình hình nạn nhân ngay lúc đó, mà tiếp tục di chuyển, để rồi xe cán qua người một nạn nhân xong mới chịu dừng lại. Theo các nhân chứng cho biết, chiếc xe chở hai người thì nạn nhân bị chiếc xe chèn qua đã tử vong tại chỗ. Người còn lại hiện đang trong tình trạng nguy kịch.